bên trái người điều khiển đấy. Nhưng mà tôi yêu cầu anh xuất trình giấy phép lái xe ra. Anh này anh không xuất trình và yêu cầu anh khai tên tuổi, anh cũng không khai tên tuổi đấy. Tôi mời những người nhân chứng ra để chứng kiến sự việc, còn tôi sẽ lập biên bản. Em đang quay. Được. Anh quay thoải mái, tôi quay. Được. Anh cũng cho người quay, ok. Cái thứ nhất, việc anh có thể nắm phát người thi hành công vụ bình thường, không sao cả. Anh có quyền nắm phát, anh có quyền ghi hình ảnh. Vâng. Nhưng tôi nói tuyên bố loan nói luôn cho anh nhá, tất cả mọi hình ảnh của anh được. Vâng. Chúng tôi không có vấn đề gì cả. Vâng. Anh cứ làm đúng luật. Vâng. Đúng rồi, tôi sẽ làm đúng luật. Hôm nay không làm đúng luật không được. À vâng. Nói luôn anh đấy. Đúng chính xác là như thế. Vâng. Bây giờ tôi hỏi anh, có khai tên tuổi không ạ? Cái thứ nhất, lý do em khai tên tuổi với anh là lý do làm sao? Em vi phạm cái gì? Anh vi phạm điểm A khoản 1 điều 17 nghị định 46. Anh mang cái điều khoản A bằng văn bản đấy em tôi xem. Được học. Em cũng được tôi học. Nói với anh. Vâng, em tôi được học thì tôi giải thích cho anh như thế. Em cũng được học luật và có nhà nước cấp bằng cho em để tham gia giao thông đàng hoàng. Thì chưa có bộ luật nào trong luật giao thông là anh có xử lý. Vâng. Em sẽ kiến nghị. Ok. Đấy. Cái thứ nhất, anh dừng xe của em là cái thứ nhất. Bước đầu tiên là anh đã sai là em không vi phạm những cái lỗi. Ví dụ như là vượt đèn đỏ. Không có lỗi vượt đèn đỏ này. Không vượt quá tốc độ. Đúng không? Không đi sai làn đường. Đấy. Ngoài những cái lỗi đấy ra thì là những cái lỗi cơ bản về hành chính thì em cũng không có. Nên không có lý do gì mà anh dừng đỗ xe em để kiểm tra giấy tờ. Em không có trách nhiệm để trình bày giấy tờ cho anh. Cái việc á, anh vi phạm luôn. Anh không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Vâng, em chưa. Sau khi kiểm tra xong, anh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và nhiều lực. Vâng. Chúng tôi bắt buộc phải đình chỉ phương tiện anh lại để yêu cầu anh sau đó anh về xuất trình ra, chúng tôi sẽ gửi lại phương tiện cho anh. Em sẽ không, ở thời điểm hiện tại em sẽ không có trách nhiệm để xuất trình bất cứ một cái giấy tờ gì hoặc là cái gì anh về cả. Bởi vì em khẳng định em không có lỗi gì trong vấn đề tham gia giao thông. Để anh dừng xe, đỗ xe của anh. Đấy. Thế thôi. Tôi làm sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. À vâng, dĩ nhiên những cái việc của bọn anh làm anh khẳng định phải là đúng. Đấy, còn đến thời điểm hiện tại thì dĩ nhiên em không có gì gọi là trách nhiệm hay là lý do gì để xuất trình hay là phải báo là em tên gì nói anh vậy. Báo anh thế. Còn bây giờ là em là người tham gia giao thông không liên lạc được với cấp trên của anh phải là người trực tiếp liên lạc để cho dân bọn em là tôi xử lý. Tôi không có thẩm quyền để phải liên lạc trực tiếp với lãnh đạo tôi để cho bây giờ người dân đang khiếu nại đây mà anh bây khiếu giờ lại tôi mời anh về phòng. Vâng. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phúc. Thì bây giờ vâng. em với anh về thì để em cũng chả vâng, em với anh về nhất trí. Vâng. Anh cứ lấy xong rồi. Còn anh cho em xem là cái bộ luật nào trong bộ luật giao thông là không vi phạm những cái lỗi kia mà lại tự ý là dừng đỗ xe của người tham gia giao thông. Đến chúng tôi không phải tự dừng ý nha. Đấy là bọn anh sai rồi. Mà đấy anh này xe của anh không gương chiếu hậu. Dạ vâng. Anh xe anh có gương không? Em khẳng định là trong bộ luật giao thông. Xe anh có gương không? Em tóm lại em không thấy cái bộ luật tôi nào. Hỏi anh là xe anh có gương không? Em nói có hay không là em có không nói xe của anh chúng tôi chuẩn bị tạm giữ rồi xe anh, có gương không? Cái việc tạm giữ đấy là việc của bọn anh còn được. Sai đúng là đó là về em khẳng định nhá. Okay. Anh phải chứng minh cho em là có bộ luật nào mà tạm dừng anh... giữ xe tạm được dừng rồi. Người tham gia giao thông khi mà không điều kiện khoản 1 điều 17 anh cho em xem cái văn bản thực tế đấy. Tôi học tôi nói cho anh thế thôi, còn anh có quyền khiếu lại và kiến nghị thế thôi. Em cũng được học em mới gọi là có bằng để tham gia giao thông nhá. Còn ngoài những lỗi vi phạm là đi quá tốc độ, đi sai làn đường hoặc là vượt đèn xanh đèn đỏ, tất cả những cái lỗi đấy thì bọn anh mới được phép dừng và đỗ xe người tham gia giao thông. Chứ không có lý do gì mà bọn anh bảo là bắt lỗi vì là không có gương chiếu hậu để dừng xe người tham gia giao thông. Cái đây là bọn anh hoàn toàn sai. Thế thôi. Mọi kiến nghị của anh cứ về phòng. Dĩ nhiên là cái việc này bọn anh làm rồi, bọn anh em sẽ phải là gặp trực tiếp lãnh đạo của anh. Tôi cũng rất mong muốn anh gặp. Vâng. Bây giờ là anh cái gì anh đúng cái gì anh sai là em vẫn phải là khẳng định là cái việc xử lý là anh đúng hay sai ở cái khoản nào. Anh có giấy phép mà mang theo giấy phép không? Em không, thời điểm rồi là em không phải có trách nhiệm trình bày là những cái lỗi mà em nghĩ là vẫn không phải là trình bày là giấy tờ, là giấy phép. Bản thân bọn em không nghĩ là bọn em vi phạm. Bọn em phải nghĩ là bọn cảm thấy vi phạm thì lỗi có lỗi thì em mới xuất trình giấy tờ ấy.
Thời điểm này em chả có lỗi gì thì anh cứ đòi hỏi là tên với lại xuất trình giấy tờ đấy, cái này không có. Và bây giờ tôi cũng yêu cầu là phải về làm việc ở tại phòng đơn vị của anh luôn. Đấy, chứ không phải là... Đây, xin thông báo với người dân và bên Vĩnh Phúc tham gia giao thông nhá. Đây là anh Hùng ở tổ giao thông, phòng cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc. Bây giờ là dừng xe người dân tham gia đột ngột chỉ vì lý do là phát hiện không người hậu không vi xe hiện tại là không vi phạm là lạng lách vượt quá tốc độ hoặc là đi sai làn đường hoặc là có một cái lỗi về khách quan, đúng không? Và hiện tại các anh đang cưỡng chế xe của người dân. Bản thân của anh đang bất hợp lý. Tóm lại là đối với người tham gia giao thông là hiện tại là đang đúng không? Anh phải nói rõ ra là anh không xuất trình đăng ký bằng lái anh ta nhé. Ở thời điểm hiện tại là người dân không có cái trách nhiệm và nghĩa vụ để xuất trình với cái lý do lỗi cơ mà không có gương chiếu. Xem kiếm thêm người đi. Tiến vào đây. Phá cổ rồi. Bốc lên có gì không? Và các anh đang cố gắng đưa xe của dân rất lên cố gắng, tại vì rất là cố gắng rồi. Dĩ nhiên là dân người ta sẽ không đồng ý cho các anh làm việc một cách là ấy rồi. Tại vì rất vất vả, rất là nặng. Cũng chả bản thân bọn anh làm sai thì dân người ta không nghe là đúng rồi. Dân làm sao nghe những cái lỗi ấy được? Khóa cổ, đúng không? Tôi rất vất vả. Chắc chắn là người dân sẽ không để cho bọn anh cưỡng chế một cách hết sức bình thường rồi. Đấy. Tôi đang đình chỉ phương tiện anh ạ. Vâng, đình chỉ thì nó phải có cái gì đấy, nó phải đúng. Vì anh không xuất trình giấy phép lái xe. Em không có trách nhiệm ở thời điểm hiện tại, còn thời điểm khác thì có thể là người dân xuất trình được. Người ta còn tự nguyện xuất trình. Còn bay anh làm sai luật thì không có lý do gì dân là phải xuất trình giấy tờ cho anh à? Đấy. Dân thì lại anh để luôn cả tài sản kèm theo xe rồi đấy. Vâng, nó là kèm theo xe của em đấy. Cái đấy xe không liên quan gì cái vâng. Giấy tờ quảng cáo của anh. Vâng, tôi hôm nay có rồi chưa kiểm tra xem là cái văn bản điều động các đồng chí làm chốt ở đây cơ. Anh không bao giờ có quyền kiểm tra. Dân phải có quyền kiểm tra chứ không phải anh phải làm việc theo ngày á. Anh có quyền giám sát, các anh có quyền ghi âm chụp ảnh, quay ghi hình, đúng không? Thế thì đồng chí Hùng lại không nắm rõ luật rồi. Hàng ngày các đồng chí đi làm nhiệm vụ phải có giấy, kế hoạch. Đấy. Phải có lệnh, phải có kế hoạch. Bây giờ dân hỏi có kế hoạch không? Các đồng chí bảo không có kế hoạch. Tôi bảo không có bao giờ. Thế giấy tờ kế hoạch của các đồng chí là hôm nay làm chốt đây đâu? Anh vụ an như thế anh phải chịu trách nhiệm. Bây giờ là dân nó đang yêu cầu các đồng chí phải xem có kế hoạch của các đồng chí hôm nay làm ở đây là đâu. Rồi ra xem luôn. Vâng, thì đấy bây giờ tôi ra xem anh luôn, đỡ phải buồn đúng không? Và nguy cơ làm mất đít xe có thể là xảy ra cao. Đúng rồi. Đấy rồi. Dây để buộc vào.